Ui, phải nói là một con xe mà đúng là điện thoại em còn có 6% pin thôi. 6% pin mà em vẫn phải quay con này các bác ạ. Quá là đẹp luôn, vừa về Camry nhập Mỹ luôn nữa các bác nhá. Một chiếc xe Camry nhập Mỹ đăng ký lăn bánh lần đầu năm 2008. Dòng Camry nhập Mỹ thì các bác biết rồi, nó đẳng cấp sang trọng lịch lãm vô cùng luôn. Và form của nó thì đúng là chỉ có người có điều kiện người ta mới thấy là nó đẹp, đẹp quá luôn các bác ạ. Biển Hải Phòng một chủ từ mới luôn nhá, 16L9306. Chính chủ một cán bộ sở đã về hưu, bán lại cho em Vũ Duy Auto để lên đời cho một con Land Rover. Vâng, bây giờ bác ấy về hưu, bác ấy lại làm ăn có nhiều tiền, bác ấy bán lại chiếc Camry LE này. Con xe nhập Mỹ với tiêu chuẩn châu Âu, châu Mỹ đầy đủ luôn. Động cơ máy xăng 2.4, ăn xăng thì tầm khoảng chưa đến 10 lít đâu các bác ạ. Nhưng mà dòng này đi nó sướng vô cùng luôn, nó sang trọng luôn, đặc biệt là với nội thất ghế da cao cấp tiêu chuẩn châu Âu, ga tự động, ga Cruise Control Auto với đường trường các bác nhá. La răng của chiếc xe nó rất là độc đáo với la răng 8 chấu tượng trưng cho chữ Phát. Một chiếc xe Camry LE nhập Mỹ mà con này thì được bảo dưỡng hãng thường xuyên, đã dán phim Lumina cách nhiệt đầy đủ. Vâng, xe này các bác nhìn này, form xe cứng cáp vô cùng luôn. Và với tầm tiền chiếc xe thì chắc chắn là sẽ không có giá mềm rồi. Đợt này thì Camry nhập Mỹ nhà em khách thì hỏi nhiều nhưng mà xe thì ít, thế nên là bọn em vào mua vào cũng khá là cao, mà chủ thì lại là một bác cán bộ, thế nên đâm ra là bác ấy bán giá cũng tương đối khá là cứng luôn. Một chiếc xe đẹp, vừa về cửa hàng với nội thất quay ngay, không tối rời bây giờ đấy. Nội thất vô lăng 4 chấu đấy, nội thất tươi mới với màu ghi xám các bác nhá, ghi xám. Nội thất ghế da cao cấp này đấy, logo gõ chữ Camry đàng hoàng. Và đặc biệt đây là một chiếc xe có bản cửa nóc, úi giời ơi, cửa sổ trời đấy các bác. Bảo Camry nhập Mỹ và có cửa sổ trời, các bác biết rồi, đời sâu nó mới có. 2008 đăng ký lần đầu với cần số tự động rích rác xịn sò đấy, núm điều chỉnh ba chức năng của hệ thống điều hòa, cái này là đương nhiên rồi. Màn hình đa chức năng có kết hợp camera lùi rồi, ái chà, con này lại được gắn thêm cả cái định vị Tây Bắc Đông Nam nữa, chắc là chủ cũ người ta hay đi chơi nhiều. Vô lăng khá là tươi mới luôn đấy các bác nhìn này, vô lăng 4 chấu tích hợp túi khí an toàn khá tươi mới, gương kính điều chỉnh điện cụp xe đầy đủ đấy, học đồ tiện lợi. Ôi chà chà, khá là nhiều chức năng luôn. Con này thì em sẽ phải quay nhanh vì là cái camera của em còn có 6% pin thôi. Nào, để nổ chiếc xe nào. Ô, chìa khóa mình để đâu ấy nhỉ? Thôi xong rồi, chìa khóa em cẩn thận quá em đút vào đây, chìa khóa zin nguyên bản các bác nhá. Đấy, chìa khóa nguyên bản, ga tự động Cruise Control đây các bác này. Úi giời, đây ga tự động cái này đấy, ga tự động đấy, đây cái nào. Đồng hồ hiển thị khá là xịn sò với 11 vạn cây. Ui giời, êm quá các bác, đúng là hàng Camry nhập Mỹ đâu có khác, êm vãi linh hồn luôn. Cửa sổ trời, quên sao vừa nãy mình không mở cái này sớm nhỉ, mở ra cái trong xe sáng hẳn nữa. Hạ kính điện auto này, ui giời, phim cách nhiệt long Lumina hết rồi nhá. Ui giời, đấy kính lên xuống rất là nhanh, hình như là em nghe tiếng nhạc ở đâu. Vâng, có nhạc các bác. Hạ hết kính rồi, nhạc thật. Ui thôi, tắt. Nói là các bác là tại sao mà tắt, vì là nó có liên quan đến nhạc bản quyền, đầu đĩa DVD play. Đấy, xe là khá là xịn sò và thực sự là ngồi trong này khá là êm, khoang máy khá là êm luôn. Táp lô này, đấy, táp lô sạch sẽ đẹp đẽ với thảm nỉ sờ rất là sang trọng nha. Ghế da cao cấp và đây là ghế da zin. Đấy, ghế da sau cũng thế này. Chân nỉ con này thì vừa phải, và không phải thực sự là đẹp lắm nhưng mà vừa phải thôi. Con này trần nỉ vừa phải, hình như là ông chủ ông ấy cẩn thận quá, ông ấy hay đánh trần đi thôi. Vâng, thế còn cái này là cửa gió vùng điều hòa phía sau nhá. Vâng, dòng Camry nhập Mỹ bản cao cấp nó mới sử dụng đến cái đấy. Và các bác nhìn đồng hồ này, đồng hồ con này thì các bác có thể nhìn thấy là đây nè, chức năng cảnh báo áp suất lốp thấp, đúng vừa nãy em có nhìn thấy một cái lốp nó bị hơi non hơi một chút
Đấy, cảnh báo an toàn nhé các bác nhé. Còn lại là không hề có lỗi lầm gì luôn, không cảnh báo lỗi lầm luôn. Máy thì khá là êm, với động cơ máy 2.4, ăn xăng tầm khoảng 9 lít trên 100 cây. Nhưng mà bù lại các bác có một chiếc xe cực kỳ đầm. Và riêng cái thương hiệu Camry LE là một cái thương hiệu đẳng cấp rồi, ai nghe thấy cũng biết tiếng rồi. Động cơ VTI 16 van cam kép mà máy 2.4. Máy này thì cũng đã được slit slot rồi các bác nhá. Đấy, thế này là máy chạy rất là êm và không có hơi thừa. Mở hơi thừa cho các bác xem này. Ui giời, ui giời, phải nói là cái này nó chặt. Cái dòng này bao giờ cái nắp này nó rất là chặt chẽ luôn. Con này thì bao cam kết cho bác không hơi thừa nhá. Xe ngon luôn, máy số thì êm lành. Đấy, động cơ máy chạy mượt mà. Khung gầm sườn đây các bác nhìn này. Đấy, xe này chạy năm nay là 2022 rồi. Cũng chạy được gọi là ngót nghét 15 năm rồi. Thế nên là chất xe như thế này phải nói đúng là cũng không có đối thủ về độ chất luôn. Đấy, xe vừa về cửa hàng, chưa có dọn dẹp, chưa xì tút, chưa sơn tỉa lại, còn nguyên đấy ạ. Vâng, còn nguyên nên là các bác nào mà quan tâm đến cái dòng xe này thì alo ngay cho em Vũ Diêu Tô. Đấy, một con xe vừa về. Đấy, tôn này, tôn vỏ sơn zin đấy ạ. Vâng, sơn zin luôn. Và đấy, còn lô nguyên lốt tay của em ở đây, chứng tỏ là bụi nó bám đầy. Xe người ta chỉ để trong gara thôi. Đèn bi cầu projector đấy, kết hợp với đèn halogen ở phía phần trên. Và cái thiết kế này thì nó khá là hài hòa với cái form xe như thế này. Con này thì có cái mặt catalan là màu đen tuyền luôn các bác nhá. Nhưng cái này phải nói thực sự là những ai mà nhìn, càng nhìn ấy, càng thấy mê với cái thiết kế của cái hàng này luôn. Đấy, sơn si tôn vỏ căng và kính zin này, kính limited zin nhá các bác nhá, tiêu chuẩn châu Mỹ. Đấy, tôn đấy ạ. Vâng, dòng này tôn vỏ nó dày lắm các bác ạ, dày căng đét đèn luôn. Đấy, tôn này keo chỉ thì khỏi bàn luôn. Ghế chỉnh điện đầy đủ nhá các bác nhá. À, ghế chỉnh điện này. Và có mở cốp thì có thể mở bằng hai hình thức đó, mở cốp cơ và mở cốp điện bằng chìa khóa. Thì em đã mở sẵn cốp rồi, tiện mời các bác xem xe. Thế còn lốp của con này thì lốp Michelin dày trung bình thôi. Con này mô lốp khoảng tầm 70%. Các bác đi tầm khoảng 4 năm nữa các bác mới phải thay lốp, lốp Primacy 3. Đấy, bản 3 nhá các bác nhá. Hệ thống đèn của xe, đây em sẽ bật cái này lên trước. Bật đèn pha luôn, tội gì, nhà có điều kiện mà. Máy thì đang nổ. Đấy, em bật đèn pha rồi ạ, tí ra xem đèn pha. Thế còn đấy, đèn hậu này, khi mà bật đèn lên sáng nhìn nó đã khác ngay rồi. Đấy các bác nhìn nhá, vâng, khác ngay. Cốp xe, úi giời, sạch sẽ vô cùng. Keo chỉ không phải bàn, vâng. Xe vừa về trong buổi tối nhá các bác nhá. Dưới này là lốp sơ cua còn nguyên, đang tháo, đang cất vào. Thế còn đây, khuyến mại cho các bác một cái bình cứu hỏa còn nguyên, tem nguyên nhãn luôn này. Đấy, chủ cũ người ta cũng khá là cẩn thận, đồ đạc đầy đủ luôn. Tầm này tầm tối rồi, thực sự đây là các bác ngồi trong xem video thì các bác thấy là nó sáng sáng cái này thôi. Chứ ngoài trời thì quá là tối tăm rồi. Đấy, lốp vành 16 này, la răng 8 chấu này, vành 16, phanh đĩa 4 bánh nhá. ABS an toàn, có lốp 25-60. Đấy, lốp dày luôn. Và lốp này thì khỏi chê, nội thất bên trong xe thì tươi mới rộng rãi. Dạo này thì hàng ngồi sau là hàng đẳng cấp rồi. Đấy, các bác nhìn này, ghế đằng sau đây. Máy thì khá là êm, phải nói là máy êm, em đứng đây gần không nghe tiếng máy ạ. Rồi, một chiếc xe thương hiệu đến từ Nhật Bản, nhập khẩu và được theo tiêu chuẩn Mỹ và châu Âu nhé các bác nhá. Đấy, bật đèn pha hết công suất lên nhìn nó đã thế này rồi cơ mà. Và những ai mà quan tâm đến mẫu xe này thì mời các bác qua cửa hàng của em Vũ Duy Auto với một chiếc xe vừa về cửa hàng. Vâng, Toyota Camry bản LE nhập Mỹ nha các bác nhá. Cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi em Vũ Duy Auto. Xin chào, tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Và chúc các bác tìm cho mình được những chiếc xe tuyệt vời tại bên em Vũ Duy Auto. Xin cảm ơn, xin chào, tạm biệt. Ui giời, không nhanh thì máy hết pin thì dở hơi. Cảm ơn các bác.